Anh em một gốc mai núi Bình Thuận, mai núi đá của Bình Thuận anh em ha. Dòng này là hoa đẹp anh em, 82 cánh nha, rất thích hợp để anh em sưu tầm hoa rin anh em nha. Cây quá ok anh em. Thì cây này là hoành là 74, cao 1m, đế thì là 62, đế mình có thể thu lại anh em nha. Bộ đế rất là quái, thân là lắc ẹo đó, rất là gồ anh em nha. Đó, thân cây nè rất là gồ, cây đặc anh em nha, cây đặc đây, rễ này, rễ nôm này rất là đẹp anh em, rất là quái luôn, rễ nôm rất là đẹp, rất quái luôn. Đó, bộ đế quá đẹp anh em ơi. Đó, rễ cám rất nhiều anh em, rễ mồi, những rễ mồi nhỏ này rất nhiều anh em. Đó, phía bên đây là có một cái rễ thòng xuống rất hay, bên đây là có một cái rễ thòng xuống rất là duyên luôn. Đó, anh em nào không thích thì có thể cắt bỏ cho lộ cái eo ra luôn, không thích thì cắt bỏ đây đó, cho lộ cái eo cây ra, cho cây lắc luôn đó. Còn anh em nào mà thích dây cho nó quái đó, nó quái thì cứ để giữ lại. Còn phần đầu là nó có một đòn lũa anh em, phần đầu có đòn lũa này mình phải đục, nhưng mà nếu mà đục ra anh em thì vết thương nó to, anh em sẽ khó chăm, anh em cứ cố gắng là cho nó sống rồi hả mình nó qua đụng tay đụng chân nó sao đó, nó sống rồi đi, nó bao nhựa mạnh rồi hả đụng tay đụng chân đó. Trên này có cục nó cuộn lại, nó có cục nó cuộn lại anh em, đây nó cuộn lên cục như này nè, như cục nu vậy nè, nó rất là độc nha, cái này rất là độc luôn đó. Nó cuộn lên cục như cục nu vậy nè, rất là quái đó. Đó. Đây mặt sau cây đây thì quá ok. Thì cây này em giao lưu với anh em là giá là 2.500k, em bao phí vận chuyển, một cây rất là quái anh em nha, hàng hiếm khó tìm anh em nha, 2.500k em bao phí vận chuyển cho anh em nha, giá mềm mại cho anh em dễ chơi nha anh em. Đó, cây quá đẹp anh em ơi, quá quái quá đẹp luôn anh em. Đó, quá ok, bộ rễ nôm rất là đẹp luôn, rất là duyên, hàng hiếm khó tìm. Những phần này là em chưa có đụng tay đụng chân như tới nó anh em nha, phần đục tròn đi đó, cây xuất sắc, quá ok anh em ơi. Mặt này là em thích mặt này nhất, mặt này hầm hố đó, mặt này rất hầm hố luôn. Rồi em xin được kết thúc clip tại đây, chân thành cảm ơn cả nhà, anh em thông cảm nha, anh em có comment lên đó thì em ít kiểm tra là trả lời đó anh em, anh em cố gắng gọi cho em trực tiếp, Zalo của em là 0948 016 160 để biết thêm chi tiết anh em nha. Em chân thành cảm ơn cả nhà mà rất nhiều ạ.